kìa mẹ. Ngoan nào, mẹ về ngoại ít hôm, ba anh em ở nhà ngoan biết chưa? Mẹ, con không chịu đâu. Ôi mẹ ơi. Về sớm nha. Mẹ nhớ mua quà cho bọn con. Các con nhớ ở nhà bảo ban nhau đấy. Yeah. Mẹ ơi. Ừ, tao đến bây giờ đấy. Bye bye. Đứng lại. Mở cái tay ra. Ủa, gì vậy? Mày dám mách mẹ hai anh bị điếm kém à? Xí. Cái gì đây? Đưa xem nào. Trả lại cho em. Không. Bật lấy. Ôi không, quà của em. Đưa đàn xem nào. Trả cho em. Đó là quà sinh nhật em tặng bạn đây. Ăn mảnh không tốt đâu. Của em. Lèo lèo lèo, không trả, không trả đây. Sao thế này? Tóc của mình. Ngon đấy. Cảm ơn em gái nha. Các anh, cái đồ đáng ghét. Làm anh trai, chỉ để bắt nạt em gái thôi sao? Tôi muốn được làm chị gái. Bắt đi, bắt đi nè. Bắt được rồi nhé. Yeah. Ui, buồn cười quá đi mất. Buồn quá, buồn quá. Ui da. Chị gái. Chị gái. Lớn xác rồi mà chỉ là chơi. Mau lau nhà cho chị mau lên. Nhanh lên không thì bảo. Cả cái thằng này nữa. Vâng vâng, bọn em đi ngay ạ. Đi lối này cơ mà. Dạ dạ. Không được nghỉ, lau tiếp đi. Xí. Nhớ lau cho sạch sẽ đấy, cả lá cây nữa. A few moments later. Của anh, của em. Có đưa không? Không đưa. Đưa đây, không đưa. Đưa đây, không đưa. Tiếng gì thế nhỉ? Bọn em xong rồi ạ. Nào, ăn đi các em. Ăn nhiều vào nha. Gì? Của em chứ? Của anh. Của em, của anh. Đưa đây, không đưa. Bỏ ra. Chuyện gì thế này? Có ăn không thì bảo. Ăn đi. Tại anh, tại em. Để rồi xem. Anh. Ui. Ui. Đáng đợi mà. Giảm đều em à. Không phải chứ. Trời ơi là trời. Ôi, đừng khóc nữa mà. Chị thương, chị thương.
lau mặt đi. Ra kia rửa mặt đi. Buồn cười quá đi. Các em nữa, đi rửa mặt đi, nhanh lên. Ôi mẹ ơi, sao lại bừa bộn thế này không biết. Cái gì thế này? Lại gì nữa đây? Hai đứa chơi bóng đi. À, có bóng, tránh ra, bóng của em chứ, của anh. Tranh thủ rửa bát cái đã. Ngày hôm sau. Đảo lấy này. Trong đất à, dừng lại ngay. Ôi trời ơi, cái lũ nghịch ngợm này. Dạ. Hai cái đứa này có đi tắm không thì bảo. Vâng. Vâng ạ. Anh đi trước. Không, em đi trước. Đợi em ơi. Cuối cùng bọn nó cũng ngủ. Mình cũng đi ngủ thôi. 5 minutes later. Chị Hạnh, chị Hạnh. Ơ, Quân, em đi đâu thế? Chị Hạnh, có mà. Hình như có mà. Chị vào xem sao. Sao tới thui thế này? Chị cẩn thận đây. Chị không nhìn thấy gì cả. Thằng Hiếu đâu rồi? Sao chị không thấy nó đâu? Mẹ! Wow, xem hai người sợ chưa kìa. Không ngờ tới phải không? Bụng đáng ghét, anh dám chơi bọn em này. Ôi trời ạ. Anh có đứng lại không? Còn lâu nhé. Đố em bắt được anh. Lêu lêu. Ô, trời ơi. Chị Hạnh, chị dậy rồi à? Không, không, không. Hạnh, sao vậy em gái? Ơ, các anh. Có chuyện gì vậy? À, tránh xa em ra. Gì vậy? Nó làm sao thế không biết? Không hiểu gì luôn. Là như thế này á? Tôi chết rồi. Con bé này đàn ông quá rồi. Phải tìm cách thôi. À, kiếm bồ cho nó. Tạo dáng đi, tạo dáng. Sai rồi, như này mới đúng này. Đúng rồi, đấy. Để xem nào. Úi giời. Úi giời ơi. Buồn là trời. Không được một cái nào. Chán thế nhờ. Đây, để tay như này. Mặt quay ra đây. Cầm hạ xuống. Người tới đây nào. Đấy. Ít sợi. Đẹp luôn. Sáng hôm sau. Nhanh lên Trang ơi. Dài nó đến rồi kia kìa. Đây đây, con xuống rồi đây. Mẹ ơi, anh ơi. Ôi giời ơi.
gì thế này? Ui, mày dọa ma nó à? Wow, tay nghề của mẹ đúng là đỉnh của Job. Nào, đứng lên xem nào. Con gái của mẹ cũng tuyệt vời đó chứ. Trông ra dáng hẳn luôn, quá xinh. Ơ, con xinh thật à? Wow, xinh quá. Chào anh. Chào em. À quên, anh tặng em. Đúng là một lũ trẻ con. Mày đặt tặng hoa rồi đây. Ui, mặn thế. Lại có kẻ tò mò nhiều chuyện rồi. Hè thì sao? Anh chờ em một xíu nha. Mày chết này, chết đi. Chờ em, nhiều chuyện không hết này. Anh ra vừa nãy đâu rồi? Vậy mất chết là có thật hả? Anh ơi, anh đâu rồi? Hôm nay mẹ phải dạy cho con những điều cơ bản để làm con gái thôi. Điều 1 là con gái không được hở tí là động tay động chân. Vâng, con nhớ rồi. Lèo 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 lèo. Cái đồ đanh đá. Anh được lắm. Anh chán sống ra. Điều 1. Suýt nữa thì con quên mất. Đúng rồi, Tâm phải tỉnh chứ nhỉ. Lên nhạc. Buồn quá. Lèo 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 lèo. Điều 2, kiềm chế cảm xúc. Cuộc đời thật tàn khốc quá mà. Những ngày sau. Anh ơi, em bảo này. Anh biết rồi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Là 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 là. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Hai đứa chúng mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày. Thôi anh ơi, bình tĩnh. Nên chúng ta đi thôi. Nhưng em chảy máu mũi rồi. Em không sao. Ngoan á. Chúng mày thích gì? Chúng mày làm trò gì ở đây đấy? Muốn vuốt ve nhau về nhà nhá. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Tao thì tao chửi thế thôi chứ tao cũng đi đây. Em đúng là một cô gái thánh thiện. Tha cho cái thằng dở hơi đó. Mình về thôi. Đừng có để chị gặp lại cưng lần nữa đấy. Ôi mẹ ơi, nhìn kìa. Cục gạch to thế. Đi thôi mẹ. Sốt ruột quá, không biết tình hình như nào rồi. Quả này mà đổ sông đổ bể thì chết. Nó gọi nè. Alo, Trang à con. Thế đã đến nhà nó chưa? Hả? Nấu cơm á? Anh bảo này, bật bếp với lửa. Bật lửa với bếp. Nói chung là vừa vừa thôi. Chạy đấy nha. Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Từ nay đừng có đến đây thêm lần nào nữa. Con gái còn lứa gì mà không cắm lỗ được cơm. Có mỗi bữa cơm làm gì mà cắm. Này, cầm lấy. Cái gì thế ạ? Đi học nấu ăn đi. Học đi. Vâng ạ. Oh yeah. Ui, cái gì thế? Một lát sau. Con mời mẹ và anh. Ăn vào liệu có ổn không mẹ? Mẹ với anh phải tin con chứ. Ăn thử đi xem sao ạ. Con mời mẹ ăn trước ạ. Mẹ nhường con. Kính lão đắc thọ ạ. Ăn đi. Vâng ạ. Mày ăn nhanh cái tay lên xem nào. Ngon mẹ ạ. Mẹ thử đi. Ừ nhỉ, được đấy. Ăn tiếp đi mẹ. Mẹ ăn trước. Mẹ bảo nhường con mà. May quá mọi người thích. Một thời gian sau. Lần này phải úp sọt được anh chàng này cho mẹ. Rõ chưa? Yes sir. Nghiêm túc. Con gái phải làm sao? Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ạ. Con mời mẹ, mời anh ăn hoa quả ạ. Thế cháu thấy con gái bác thế nào? Dạ, đúng người cháu cần tìm rồi đấy ạ. Chứ cần gì nữa. Thế cậu thấy em gái tôi có điểm gì cậu thích không? Dạ, em Trang có đầy đủ công dung.
À, thế còn gì nữa cậu nói tiếp đi. Dạ, ngoài công dung ngôn hạnh thì em ấy... À, cậu đừng để ý tới nó, nói tiếp đi. Dạ, em ấy còn xinh và duyên nữa à. Ôi mẹ ơi, cứu con, đau quá. Đội lên thôi mẹ ơi. Nó hết thuốc chữa rồi. Sao không nghe máy nhờ? Thuê bao quý khách vừa gọi, không bao giờ liên lạc được nữa. Cái tên trời đánh đây. Ôi mẹ ơi, nó điên luôn rồi, chạy thôi. Để em lên trước. Không, anh trước. Tránh ra để em. Em là em phải nhường anh chứ. Mơ đi, mở đấy mà húp nha. Lời nói không có giá trị thì nắm đấm sẽ lên ngôi. Dám không? Quẳng tu tây. Lại đây nào anh trai. Tiếp nhiều. Sáng hôm sau, anh tránh ra đi. Hả? À, đúng rồi. Xem đây, lại đây nào. Ăn đi, ăn đi, leo leo. Con chó này ngốc thật á. Vui quá. À! Chạy mau. Không được. Anh ơi, cứu em. Trang, đưa tay đây cho anh nào. Vâng. Anh về trước đây. Đồ đáng. Tưởng cắn gì mà dễ á. Đáng đời. Cái tràng ngang ngược quá, mình phải thay đổi nó thôi. Mình đã có cách. Biên. Nó về rồi. Sắp có trò hay rồi. Anh Minh Tuấn. Ê. Đừng lại đây. Không nhận ra em à. Con rảnh này dám kêu anh hả? Sao đây? Hả? Em gái tôi từ khi bị ngã nó cứ ngờ ấy. Đấy, thấy chưa? Lại làm sao đây? Anh, em đạp phải cánh hoa hồng, trẹo cả chân rồi. Thế bằng bò nha. Vâng. Anh thấy mày bị thương ở miệng thì đúng hơn đấy. Đợi em với.
đừng có đi theo anh nữa. Ây ui, thằng này mày không có mắt à? Mày lại đây. Dạ, dạ. Giờ sao? Em xin lỗi ạ. Xin lỗi mà xong à? Mày muốn bị đánh bao nhiêu cái? Cái này. Này thì một này. Ai ôi ôi. Ôi, mình đang bay. Mình đang bay đi đâu thế này? Phải không? Không, không, mày còn trẻ. Mày còn trẻ. Anh ơi, mày muốn đi chơi. Anh sao đây? Này, tỉnh lại đi. Dậy, 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 dậy. Dám không dậy à? Dậy mau. Dậy nấu cơm đi, anh ngủ như heo ý. Bực mình. Hóa ra là mơ à? Xuống nấu cơm. Rồi, đợi anh tí. May quá chỉ là mơ. La la la. Ý, quên mất lá thư. Để anh xem nào. Ủa? Ế, hành kia. Học thì không học, yêu với chả đương. Chưa hết đâu mẹ. Hết. Nó còn cái bài kiểm tra bị điểm không đây này. Anh toàn rồi. Ông xem đây này. Anh, con bị phạt không được đi chơi một tuần. Vâng ạ. Trời hôm nay cao quá. Thành ơi, anh đi chơi nha. Anh đi chơi này. Ôi da. Ai à. Ôi trời ơi. Anh có sao không vậy? Lần này ta phải báo thù. Hay, trúng này, trúng này, trúng này, trúng này. Anh ơi, em xin lỗi em không thể nữa. Để xem. Đứng lại. Ờ, người đâu rồi? Anh trai, cứu em với. Đáng đời. Ủa, mà khoan, cái này có trong kế hoạch của mình đâu nhỉ? À, bắt cóc, bắt cóc. Kêu bé thôi. Đây là đâu? Tôi là ai? Thả ra, thả tôi ra. Ơ, Hạnh, đây là đâu? Các người là ai? Thả chúng tôi ra. Ăn đi, bữa trưa đấy. Bọn tôi có hai người cơ mà. Đúng rồi, có hẳn hai người mà. Chê à, không ăn thì thôi nha. Có chứ, có chứ, có ăn chứ, đừng có nóng. Hay bà gọi bố mẹ tôi đến đón đi. Bố mẹ tôi giàu lắm, bao nhiêu tiền cũng có. Đúng đây, đúng đây. Cái thằng tranh con này, bắt cóc còn khoe nhầm vòng, chẳng biết nói giảm nói tránh gì hết. Tụi tao không cần bố mẹ mày chuột. Muốn chuột, sang Trung Quốc mà chuột. Ê, đừng. Tự chia nhau mà ăn đi. Ê da, anh làm cái gì đây, đau quá. Dù gì mình cũng là anh. Thôi, nhường nó vậy. Cho mày đấy, tao không đói. Để em ăn nhé. Cho anh xin miếng. Không. A few moments later. Khó chịu thế nhờ. Anh, em muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh á? À, anh có cách này. Chúng ta sẽ làm như thế này, như thế này, hiểu chưa? Chị bắt cóc ơi, mắt tè quá, mắt tè quá. Dứt hết cả đầu, đi đi. Không cởi trói thì đi kiểu gì vậy má? Cởi trói để chúng mày chạy à? Tao đẹp chứ đâu có ngu. Đi bên này. Không, đi bên này đồ ngu. Bên này. À, ui da. Tao chỉ cho chúng mày 5 phút thôi đấy. Hạnh, cắt dây đi mau lên. 10, 9, 8. Sắp hết giờ rồi, đưa đèn làm cho. 3, 2, 1. Được rồi, chạy thôi. Hạnh, em có sao không? À, em không sao đâu. Anh chạy trước đi. Không, anh không thể bỏ mặc em được. Lên anh cổng. Ơ, đứng lại.
vậy đi đâu. Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Không thoát được đâu hai cưng. Các người định làm gì? Tôi xin hai người hãy tha cho em gái của tôi. Nhà tôi còn có bố mẹ già đau ốm, không ai chăm sóc. Xin hãy thả em gái tôi về, tôi sẽ đi cùng hai người mà. Chúng ta già đau ốm hồi nào nhỉ? Không được, anh trai tôi đầu óc ngu dốt lắm, không được việc đâu, để tôi đi. Mày đang nói tao hay nói mày đây? Nếu hai anh em mày muốn ký sinh vì nhau thì tao sẽ xử hai đứa ở đây luôn. À, anh ơi, bệnh viện anh. Ủa, này, nhìn đi, nhìn đi. Ơ, không chết à? Chúc mừng các con đã vượt qua thử thách lần này. Ờ, bố mẹ. Bố mẹ. Thật ra bố mẹ làm như vậy để các con hiểu nhau hơn đấy. Và bố mẹ mong từ nay các con sẽ quý trọng tình cảm anh em và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa nhé. Chúng con biết rồi ạ. Chúng ta về thôi nè.